Vâng, tiếp theo mình đưa các bạn tới một tác phẩm là cây trực bổng tử ạ. Vâng, như anh Huỳnh Dưỡng trình bày. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên với anh Minh Dưỡng. Xin chào anh Minh Dưỡng ạ. Rồi, xin chào quý vị các bạn. Vâng, bên tay trái của anh là một tác phẩm rất là đẹp. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút về cái tác phẩm này cho mọi người cùng biết về tác phẩm này không ạ? Vâng, Minh Dưỡng chia sẻ với quý vị và các bạn. Tại vườn Minh Dưỡng đây, và trước mắt quý vị các bạn đây là một cái cây xanh mẫu tử. Và cây này cũng vừa đi triển lãm Đông Anh về. Về góc độ mình nói sơ về cây này, cây này mình mua là cái thời điểm mà cách đây khoảng 4 năm trước, một thời điểm mà cây nó cũng chưa được vừa nhìn cho lắm sau khi thời điểm trầm. Thì cây này thì mình về mình tạo tác cùng với anh em, đến bây giờ thì mình đã thay cái bể này được khoảng gần 1 năm. Nhưng mình khi mình thay cái bể này thì mình cảm giác là cái cây này nó biến tấu sang một cái trạng thái mà mình cảm thấy rất ưng. Đó là cái trạng thái mà rất hợp với cả cái dáng bonsai. Mà trong cái dáng bonsai thì nó lại rất hợp với những cái chậu tàu. Và cái tổng thể cái bộ hợp vì sao là cái bộ bể dễ này. Khi đặt lên cái bể này nó cảm thấy rất hợp về cái tổng thể của cái cây này, về cái dáng của bonsai. Nhất là cái cây này là cái bộ bệ rất đẹp mà theo cá nhân Minh Dưỡng mà là nghĩ như vậy, và gọi là mình hay gọi là gốc bồ ngọn chỉ. Vâng. Tuy nhiên đây này, cây này cũng chưa được hoàn thiện kỹ, bởi vì trên cơ sở còn phải làm vài lần nữa thì nó mới ổn định được cả cái ngọn còn chưa xong, với cả các bông tán vẫn còn bé và thiếu nhiều. Dựa trên cái cốt cách như này thì theo quan điểm Minh Dưỡng, cái cây này là cái dáng mà mình rất thích, là dáng hệ dáng bonsai, nó phù hợp với cái chậu tàu. Chia sẻ quý vị các bạn biết về cái cây tại vườn Minh Dưỡng là một cây phụ tử, mẫu tử. Vâng, một tác phẩm rất đẹp. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiến sát vào cái phần thân gốc một chút, xong chúng ta sẽ đến phần tay cành. Vâng, các bạn có thể hình dung mình sẽ quay hết một vòng xung quanh của cái gốc này để các bạn cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Cây rất già. Bộ đế rễ rất hài hòa chạy trải dài sang hai bên. Vâng, mình đang đứng ở phía sau của tác phẩm. Từ vị trí này thì các bạn có thể nhìn dung được các tầng đay tán anh Minh Dưỡng làm khá là rành mạch, rất là rõ nét. Vâng, và phía bông phía trên thì anh vẫn nói anh còn phải hoàn thiện thêm để cho tạo được cái độ râm, một cái độ râm cho cái tác phẩm cây xanh này. Chúng ta tiến tiếp vào cái phần phía bên tay, bên tay phải của tác phẩm. Vâng, anh xử lý cái bộ đế đây. Vâng, đợi nuôi lớn cái rễ này. Chia sẻ quý vị các bạn biết đến với cái cây này thì cũng đã được điều chỉnh cài lại cái bệ đế và cái bệ rễ này. Bệ rễ này trước đây là một cái cành cắt ra, nó tạo ra một cái sẹo rất lớn. Như vậy sau khi đã điều chỉnh lý sẽ cùng với cả nghệ nhân, mà đây là anh Phúc làm, cài thêm những cái hòn đá vào dựa trên cơ sở những cái lỗi của cây, và để làm sao cho hài hòa với bộ bệ rễ và ấm cây hơn. Và các bạn quý vị nhìn là không hình dung được, ngày xưa đây là cái sẹo cắt của một cái cành ra to. Chia sẻ thêm một chút là như vậy. Tức là mình bỏ cái cành đó và mình khoét sâu xuống ạ. Đúng rồi, không ạ? Vâng, để tạo một cái điểm nhấn cho cái bệ này. Nó như là một cái rễ ve ra. Rồi. Tuyệt đẹp. Bây giờ chúng ta tiến về cái tay cành một chút. Tay cành thì vô cùng lực sĩ luôn. Mình sẽ... Vâng, đây mình nắm một lòng bàn tay của mình đây. Một nắm tay của mình. Các bạn có thể quan sát được các tầng tay tán của phía bên tay tay trái của video. Bây giờ chúng ta đến tới cái phần tay phải nhá. Vâng, phía trên này
cây, tay cũng rất là to, nhưng mà anh khoét để tạo sự cân đối hài hòa cho hai tay hai bên. Là phần ngọn nào vòng rất hài hòa. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể của tác phẩm này. Vâng, trước tiên là phía bên tay trái ạ. Rồi chúng ta sẽ tiến cái mặt tiền của cây. Vâng, đây là tổng thể mặt tiền của tác phẩm. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.